ra các bạn nó quay trở lại với channel Hiện Tại Dung Liền nha. Sáng nay mình đang ở đường Trần Bạch Đằng để đưa tiễn một phụ ông về qua viên Vĩnh Hằng để hỏa táng. Bên trong thì thầy đã làm lễ cáo đồ lộn xong và bây giờ anh em mình tiến hành vào bên trong để chuẩn bị phục vụ nha. Mấy anh em đạo tì cũng đã chọn dẹp những cái chiếc vòng hoa với lại những cái đồ không cần thiết ra ngoài hết để chút xíu nữa thực hiện cho vấn đề mà đưa tang nha các bạn. Tất cả chiếc xe chuyên dụng để mà phục vụ đưa tang ngày hôm nay đã chuẩn bị xong và sẵn sàng. Dịch vụ mai táng Hồng Răng.
mang vòng qua vào bên trong trước như thế này. Trơn với trời xem đi vô tại em thấy hả quá nhiều vòng qua nữa. Thank you.
Chào. Anh em mình đây xong rồi. Phần nhiệm vụ còn lại của thầy nha.